hướng dẫn chuyển màn hình điện thoại iOS lên FPT Play Box. Bước 1, kiểm tra điện thoại và box đã kết nối chung một mạng Wi-Fi. Bước 2, tại giao diện màn hình chính của box chọn mục tất cả ứng dụng. Chọn kho Google Play Store. Tìm và cài đặt ứng dụng Screen về nhé. Đợi một lát ứng dụng sẽ được cài đặt và thực hiện mở ứng dụng lên. Chọn ban cho. Chọn cho phép. Chọn xác nhận. Di chuyển phím điều hướng trên remote lên biểu tượng dấu X rồi nhấn OK. Chọn đúng nha. Bước 3, trên điện thoại vuốt màn hình từ dưới lên, chọn phản chiếu màn hình. Chọn FPT Play Box để chuyển màn hình lên box. Như vậy là bạn đã chuyển màn hình từ điện thoại lên box thành công. Lưu ý, đối với điện thoại iOS từ iPhone X trở lên thì vuốt màn hình từ trên xuống nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại ở video lần sau.